Ok, mình xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm lại một cái súng có thể nói là ra mắt cách đây cũng gần 10 năm rồi. Cùng thời với SKH và ACR, đó cái Tai 97 với xuất xứ đến từ người hàng xóm phương Bắc Trung Quốc. Sát thương của cái này là nó chỉ rơi vào khoảng 80. Chứ thực sự mà nếu mà solo với những cái súng mạnh như hiện nay thực sự khá là khó. Bạn nào mà từng chơi game từ những ngày đầu thì bạn biết được cái cây súng này là có độ giật khá là cao. Nếu như lúc đấy mà để so sánh với cây AK-103 thì cây này chỉ được cái mát là ui giời, em thấy không? Giáp trầu thế bắn lên tí đam. Chỉ được cái mát là hàn quay bóc chứ không hơn được cây AK-103 lúc đấy mấy. Thì để bắn dễ hơn thì mình phải thay ngay bộ giáp Warlord vào thì nó mới bắn êm được. Chứ nếu mà cái giáp Graphite thì nó rất là giật, mình hơi khó kiểm soát. Chứ nhiều pha đôi khi phải, nhiều pha đôi khi là cũng phải chấp nhận thương đau một tí, bởi vì cái giáp này em biết rồi nó chỉ có 150 điểm thôi. Trong khi đó cái bộ giáp mới nhất của Ryan nó lên đến 220 điểm sát thương, à quên, 220 điểm giáp. Tức là cái giáp của season này, giáp Graphite. Chứ thực sự mà nếu mà cầm cây súng này solo với cái giáp đấy là thực sự là không 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 thể đấy. Bởi vì nếu mà 150 điểm giáp thì như anh vừa thấy, tự nhiên cầm cây AK-103 cái bắn đâu đấy có một tơ đạn thôi là đi rồi. Cái giáp này nó chỉ hơn được duy nhất cái giáp đấy, em thấy không? Bắn bằng người nhưng mà lên được có nửa đam. Ui giật thế. Cái giáp này nó hơn hơn các giáp khác, duy nhất được cái là nó hồi giáp nhanh. Thì mình có mang thêm cái mũ top dog để sửa cho rẻ, chứ mang mũ Warlord thì hơi đắt. Ui dồi. À bắn ấy à. Honey Packer 18 viên solo được không? Xem nào. Thôi. Bắn như thế mù mắt anh em quá. Mình cũng từng bắn cho anh em cái cây Honey Packer rồi, mình thấy là mặc dù ra mắt cũng lâu nhưng mà đây vẫn là cái súng ngon. Vẫn đáng để cho anh em sở hữu. Mặc dù đan nó có hơi hơi cà tù một tí. Ui. Chỉ anh em pha tổ. Rồi sao phát đấy mình lia cái ui. Mình phải để rùa thế. Mình lia cái red dot lên lên đầu nhưng mà lại không nhận đam. Ui chết, ping 200 cơ. Kiểu căng quá nhỉ. Ui, treo máy à? Phải chịu chết, không không làm gì được. Khó, phải khó. AK thì vẫn solo được. Sợ đồng chí nào cầm mấy cây súng nó kiểu phù hợp meta một tí hơi khó. Đồng chí này bắn chuẩn chuẩn là tơn đầu tiên mình đi rồi, chúng bắn lệch lệch. Thực sự mình không giáp xịn thì ra chơi hơi rén. Em thấy cái giáp kia rất trâu, bắn hết phải đôi chục viên mới đi vào người ấy. Thế nên cầm cây quân bay strike dí ghê thế. Phải lag, bởi vì mình lia tâm vào, lia cái tâm vào đầu rồi mà. Nhưng mà không ô. Đang sự kiện à? Sao mà treo máy thế? Ô. Thôi, đừng. Ai lại làm thế, cầm cầm Groza bắn kinh kinh vậy. Cái này bắn rùa ổn phết đấy. Nếu anh em nào mình ngày xưa mình nhớ là cái combo chuẩn là sẽ lắp cái này,
Ô từ từ đang giới thiệu. Vội thế. Đây cái này. Ui lang 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 lang. Đây cái này. Đấy combo chuẩn ngày xưa. Đấy. Nhưng mà thời nay mà lắp giảm thanh thì đúng là không đỡ được. Ôi cái ấy rồi. Thôi lắp cái này vậy. Thực sự thì nếu anh em mà chơi game từ những ngày đầu thì phụ kiện nó cũng quan trọng phết đấy, nhưng mà ở cái meta hiện tại thì phụ kiện mình thấy nó không quan trọng lắm. Đa phần là súng nó có phụ kiện riêng tối ưu khá là nhiều. Chưa kể ui giật mình đam đam to. Quả cái giáp này thì mình được cái là combo mũ giáp này được hồi máu hồi giáp nhanh. Còn ra còn ngoài ra thì cái khả năng bảo vệ nó khá là kém. Nhưng mà ấy thế mà cũng một thời là anh em chơi mấy map survival lớn là đều dùng combo giáp này chứ. Mặc dù là cái khả năng bảo vệ nó không cao như các giáp hiện tại, nhưng mà chính là cái tính năng hồi giáp để hồi máu nhanh của cái combo mũ giáp này thành ra được khá nhiều anh em tin dùng. Giáp bộ giáp Warlord. Cá nhân mình đánh giá là cái găng tay nó ghim khá là êm. Ui rồi đạn yếu quá, bắn vẫn đấy mọi người mà ngon được 1/4 thôi. Hồi sinh quá không đỡ được. Ôi lan 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 đừng từ tôi nhìn cái AM17 phát xem nào. Như em đã biết thì cái phiên bản update mới nhất thì cây AK47 được làm lại khá là ok. Từ từ em để tôi xử lý ông kia phát. Ui lát 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 bấm nhầm nút rồi, bảo nói chuyện bấm nhầm nút ship. Thì cái cây AK47 kia được làm lại khá là tươi. Hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có clip trải nghiệm cho anh em. Ui vào đầu rồi. Bảo rồi vào đầu. Ok, mình xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để luôn đón nhận những video mới nhất từ kênh YouTube của mình. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.